Mời bạn nam. Trời ơi. Mời đi bạn. Rồi mình giới thiệu đi em gái. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Hân, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang làm xét nghiệm ở trong bệnh viện. Quê quán em ở Tiền Giang. Mời bạn trai. Mời bạn trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào toàn thể quý khán giả. Em tên là Hồ Thanh Bình, nghề nghiệp của em là xây dựng. Em đến từ thành phố Cà Mau và hiện tại sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em ở quận 9. Hân ở quận mấy? Dạ, em ở quận 5 ạ. Hơi xa ha. Không có sao đâu chị, xa cách mấy cũng vượt được mà chị. Sao cũng lỗi mấy đều cũng qua mà chị. Không, em thuộc bài Cà Mau không? Dạ, em thuộc. Tao hát bài Cà Mau nghe khí thế coi. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bán đồ Việt Nam. Ngày chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của bạn gái là gì? Dạ, ưu điểm của em á là biết nấu ăn, biết chăm sóc người khác, có héo rụng chút xíu. Khuyết điểm của em là em hơi nhạy cảm, em hơi khó tính, em hay quên nữa. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai? Ưu điểm của em là tính tình hòa đồng, nhiệt tình, nói chung là năng động. Khi mọi người mới tiếp xúc em á thì họ có một cái cách nhìn em gọi là coi như là không mấy tin cậy cho lắm. Nhưng mà khi tiếp xúc về lâu dài và có thể là tìm hiểu nhiều hơn thì họ sẽ có một cái niềm tin và cho em gọi là an tâm hơn nhờ chỗ đó. Em thật tình đó, hài hước ha. Tốt đấy. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 3 mối tình. Mới đây là mối tình em khi mà em làm ăn thất bại với Cà Mau, lên Sài Gòn này em làm. Thì em có quen một cô gái làm ở ngân hàng HB Sơn. Nói chung là em thì quen cổ thì nói chung là đã quyết định cưới rồi. Năm rồi cổ thăng chức, cổ lên được trưởng phòng. Có nói với em một câu là em thật sự là rất là yêu với Hương Anh. Nhưng mà có một điều duy nhất anh không thể lo được cho em, đó chính là anh không mua những thứ gì cho em muốn. Lúc đầu chia tay cổ thì cũng đau lắm. Nó đau rồi cũng sẽ qua thôi. Khi mà tình yêu có thật rồi, người ta sẽ không đòi hỏi gì hay đâu ha. Chia tay bao nhiêu lâu rồi? Cái vụ dạ, bao lâu rồi? Cũng gần 2 năm rồi anh. Quên chưa? Dạ quên rồi chị. Mời bên đây. Tình trường của em sao? Dạ em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì là lúc sinh viên. Cái mối thứ hai thì là em sợ anh ấy tổn thương. Cũng quen nhau nhưng mà hai người tính cách rất là trái ngược nhau. Nên là em không có yêu ảnh mà tại thấy ảnh thương em quá nên em sợ anh tổn thương nên em đồng ý. Dạ. Rồi sao chia tay? Tính cách không có hợp nhau mà em thấy là không có tương lai được đó chị. Rồi bây giờ muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao trên 1m7, tốt tính, chung thủy. Anh có 1m81 rồi em ơi. Chết rồi. Căng nặng 51kg luôn á. Nhiều ốm gì. Ốm gì hả? Em có nuôi anh lên ký được không? Nhưng quan trọng ta yêu thương mình được rồi, còn mét mấy đâu quan trọng em. Lần này thích yêu mới là chọn nha. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Cũng yêu động vật. Yêu động vật là yêu con người đúng không? Dạ, con gì cũng yêu hết. Em có ghét gì, tính gì của người đàn ông không? Gia trưởng quá. Em thích gia chủ nhưng mà gia trưởng quá thì không được. Không được. Nãy giờ em cảm nhận chàng trai bên đây là người thế nào? Chắc cũng thiệt tình. Nếu mà anh cao 1m51, anh yêu thương em thật lòng thì sao? Em sợ anh ngại thôi. Anh ngại, anh 51 biên anh yêu thương em được rồi, được không? Dạ, anh mua giày cao gót em. Rồi, nè, anh thông báo cho em biết. Đàn gái rất là dễ thương. Ha, được rồi đó. Rồi, khi nào thì em tiến tới hôn nhân, muốn chừng nào là phù hợp? Dạ, do mẹ em cũng hối thúc từ lâu rồi á. Lâu rồi? Đúng rồi. Làm dâu được không em? Do điều kiện của em là em chỉ còn có mẹ thôi à. Cho nên là em làm dâu thì ai lo cho mẹ em. Vậy chứ ý em muốn làm sao? Tới được với nhau thì cũng phải nhờ anh ấy sắp xếp giùm em. Lấy em rồi mẹ lên theo ở nhà ảnh luôn, nhưng mà có mẹ đi theo phải không? Dạ. Rồi bây giờ bạn gái nói là ví dụ giờ là lấy nhau đó thì muốn cho mẹ lên ở chung luôn được không? Dạ vấn đề đó thì không sao đâu chị. Em cùng nhau để gánh vác và lo lắng để cho cha mẹ cổ có thể được trăm tuổi già là điều mà tâm nguyện và quý giá nhất của em, cũng như cha mẹ cổ và cha mẹ em. Nhưng mà em định lập nghiệp ở đâu? Em làm ngược trên này. Rồi bạn gái làm công việc trong bệnh viện là nhiều khi cũng có đi trực đêm đó. Rồi em ở nhà em phụ chăm coi nhà cửa được không? Dạ chuyện đó chị khỏi lo. Dễ thương quá. Nói chung quá. Là trông được kể cả người già trẻ em là em lo. Tôi ưng rồi đó. Dạ. Đẹp trai, năng động, khỏe mạnh. Tôi chịu. Em trai hôm nay đi với ai? Dạ em đi với mẹ. À có mẹ hả? Dạ. Chào cô. Dạ chào cô. Dạ, cũng xin chào chú Quyền Linh với cô Cát Tường với chào chung trong trường quay. Thấy gương mặt thì thấy cũng hiền hậu, thấy cũng dễ thương. Nếu có duyên nợ thì tìm hiểu đi chứ con đừng có lo. Cái thằng này thì nó lo dữ lắm con ơi. Nó cũng giống cha nó vậy đó. Thương vợ lo hết trơn, mặn bao hết trơn là nó giống đó. Mà thằng này là coi như nó không hút thuốc mà cà phê cũng không uống, mà đều có rượu thì có uống. Dạ, cảm ơn cô nha.
coi như là dòm thấy cái gương mặt thì cũng nhận thức được là cháu này cũng có đạo đức, mà lựa dâu thì cũng lựa gì trước nhất thì có cái đạo đức, sau thì lo cho chồng con đồ gì là mình mãn nguyện rồi chứ đâu có lo gì nữa đâu. Bây giờ em gái em đi với ai em gái? Dạ em đi với bạn thân của em với bạn bè đồng nghiệp ở trong cơ quan à. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào mọi người ở trường quay ạ. Về ngoại hình thì rất là được, đẹp trai, tính tình hòa đồng vui vẻ. Vấn đề uống rượu thì chắc là không sao đâu, tại do công trình thôi Hân ơi. Còn Hân thì em thấy là bạn nấu ăn ngon lắm, hát cũng rất là hay nữa. Hai người này mà song ca với nhau là chắc hay lắm. Em nghĩ hai bạn rất là hợp với nhau. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi bây giờ kéo rèm ha. Bây giờ mở rào ra hai bên gặp mặt nha. Chào em. Em có hòa tặng em. Có cao 1m51 không em? Dạ. Lâu lắm rồi. Ba mấy năm mới gặp được em. Cuộc sống của anh tự lập từ nhỏ, từ gia đình, xa gia đình, xa cha mẹ, tự lo. Thì cái chuyện vấn đề đó thì em khỏi phải suy nghĩ. Trong ngày xưa đi học á, thì có những cụm từ như là tại bị thì là hay gì đó. Thì vấn đề đó thì riêng anh sẽ không tặng cho em. Sau này đừng áp dụng trong cuộc sống. Thí dụ như là hai đứa yêu nhau hay là kết hôn với nhau thì đừng có đem ra ở ngày xưa như vậy tại bị thì là. Sau lưng một người đàn ông thành công thì có một người bóng dáng của người phụ nữ là đúng rồi. Nhưng mà sau lưng một người đàn ông thất bại thì chưa chắc có bóng dáng người phụ nữ thôi. Đôi khi cũng có. Nhưng mà anh á thì anh lại muốn là có một người phụ nữ sẽ sau lưng để ủng hộ anh, để anh có thể dựng bước trên con đường sự nghiệp của anh như là anh lập nghiệp trên Sài Gòn này. Đối với em thì em có thể làm được điều đó hay không? Em thì rất là thích chăm sóc người khác. Nếu mà em đã chăm sóc thì em sẽ thuộc kiểu người hơi bó buộc á. Thì em không biết là anh có chịu đựng được cái sự bó buộc của em không? Kiểu như là em chăm sóc anh thì anh phải nghe lời em kiểu vậy á. Nghe lời tùy trường hợp nghe lời, chứ cái gì em kêu anh nghe lời hết sao được. Giống như là anh bệnh thì em kêu uống thuốc thì anh phải uống thuốc. Được, cái đó uống thuốc được. Nhưng mà anh sợ nhất là chích. Em thấy anh nói hơi nhiều ấy. Anh xem chương trình lần có anh kia nói là anh tới 10.000 từ chứ anh có tới 10.000 mà anh nhân cho hệ số 3 đó. Tại vì anh ở công trình suốt mà. Thì những người công trình đó thì anh nói chung là anh háo giác là được rồi. Cô gái người ta nhẹ nhàng để cô gái người ta trình bày trước đi, hiểu không? Rồi em có những nguyên tắc yêu đương gì đó em nói ra hết cho anh, anh có chấp nhận được không? Cái người đó thì chung thủy, không có lăng nhăng. Đặc biệt em rất là ghét người hay nói dối. Anh cũng vậy đó, anh cũng ghét ai mà giả dối. Anh thích con đồng, em thích đồng không? Anh thích một đội bóng luôn á, được không? Như vậy thì đông quá anh. Anh làm huấn luyện viên, em làm trọng tài. Em thích thì hai đứa thôi, em không thích quá vậy thì em thấy gia đình anh đông lắm, vui lắm. Hồi xưa đông còn lo nổi, giờ đông lo không nổi đâu cưng. Anh yên tâm, với khả năng em là em không làm thôi, em làm được hết. Rồi bây giờ hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau rồi nói cho đối phương biết cái cảm nhận của mình hiện tại ngay lúc này là như thế nào. Em nói trước đi, anh nhường em. Dạ, thì em thấy anh là một người cũng chững chạc, chân thành, cũng có nhiều cái giống em. Được thì mình cho nhau cơ hội tìm hiểu. Em thích cuộc sống gia đình là mỗi người nhường nhịn một ít. Tính em cũng hay nóng. Tính mình cũng nóng rồi đó nha. Vậy rồi sao? Anh á thì chỉ nóng ví dụ như là những lúc trong công trình nó gặp khó khăn hay là gì đó, rồi khi anh đi nhậu về á thì anh có say xỉn á, thì lúc đó xỉn á là anh có gụ vô em đừng nói, em chỉ nín thinh đi. Anh mà có gụ vô á nghe mà nói mà anh mà nghịch tai là anh nóng lên là coi như là cháy á. Anh làm gì? Anh nói cháy thì anh có làm gì đâu trời. Em nói thiệt, em có xu hướng bạo lực luôn nha. Anh đâu có bạo lực đâu, anh nói cháy thôi chứ anh đâu có nói bánh em hay là gì đâu bạo lực. Nhưng mà anh hết gụ rồi thì em cứ chửi mà xối nước hay làm gì cũng được nha. Còn người phụ nữ khôn là ở chỗ là nhìn người ta nóng rồi mình đừng có chọc nóng người ta được rồi. Phụ nữ chứ anh phải tự kiềm chế anh chứ sao anh đổ thừa đổ bia được. Anh kiềm chế anh lúc anh mới nói không có tại thì bị lạ. Anh kiềm chế là kiềm chế lúc anh không có rượu. Rượu hay không rượu là do anh tự chủ chứ. Anh có thể uống ít mà. Anh đâu, anh đúng muốn rồi đó em. Em không nên cãi phụ nữ nhiều quá. Mình phải chủ động khi mình uống rượu. Chứ không phải uống rượu xong muốn la cái gì, muốn chửi cái gì, muốn làm gì làm, người ta ngồi người ta im được. Không, một hai lần đầu còn được. Nhưng mà nhiều quá thì không ai chịu đựng nổi đâu. Em nói ở đây là thí dụ như em xin rượu về thì thôi đừng có cầm vàm, đừng có nói này nọ thôi. Chứ không phải là nói em tự nhiên có rượu gì em đem người ta ra em chửi, em quánh cái khác gì em vô cớ. Đúng rồi nha. Dạ. Nhưng mà phụ nữ thì ai cũng như ai cũng cầm ràm hết. Anh nói vậy sao? Thì anh biết trước cái tánh anh như vậy thì anh dặn em trước, biết thấy anh về thôi đi kệ, làm gì làm đi, đi ngủ đi cho rồi thì đâu có chuyện gì xảy ra, đúng không? Em xỉn lên càm ràm ta, người ta không nói. Đâu có, em xỉn, em xỉn là em đi ngủ hả? Bao lâu xỉn lần? Em thì hình như là xỉn suốt. Vậy nghĩ đi cơ, được khỏe.
Em không thích nhậu nhẹt vậy đâu. Thì nói chung là công việc của anh, đặc thù công việc anh xây dựng thì nó là phải nhậu thôi em. Tại vì trong cuộc sống thì đôi khi là phải có sự nhường nhịn và thấu hiểu cho nhau. Và điều quan trọng là đừng có cái tôi mình cao quá. Thôi nghĩ bàn vấn đề này đi cưng. Tự mỗi đứa suy nghĩ nha. Yeah. Bây giờ để thay đổi bầu không khí trước khi bấm nút, em hãy hát tặng mọi người một bài hát cho nó dịu bớt xuống tình hình giống như đang say rượu vậy đó. Lâu nay em luôn một mình, lâu không quan tâm đến người nào. Nhưng tim em đang ồn ào khi anh quay sang nói lời chào. Hẹn hò ngay với em đi, đâu có may khi sao không yêu nhau. Bây giờ yêu luôn đi, tin không em đang thật lòng. Anh nghe không anh nói đi anh, yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Bên nhau hay thôi chỉ một lời. Không yêu yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời thôi. Rất là dễ thương. Mỗi người tự kiểm tra lại con tim của mình, suy nghĩ thật kỹ nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Mời hai bạn. Không ai bấm hết. Anh xin lỗi em. Dạ. Cũng rất vui biết gặp được em. Dạ. Chắc có lẽ là mình không có duyên mà không nợ thôi. Chúc em sau này sẽ có tìm được một cái tình yêu và một cái cuộc sống có thể là hoàn hảo hơn. Dạ. Được. Em cũng chúc anh tìm được người. Giới thiệu nhanh về thông tin cá nhân của mình, tên, tuổi, nghề nghiệp và công việc mà chị đang làm nhé, để mà biên tập nắm được thông tin của mình. Vâng, mời chị. Chị tên là Cù Thị Thương. Chị sinh ngày 25 tháng 7 1977. Quê chị ở Thừa Thiên Huế. Hiện tại chị đang ở quận 12, phường Thành Lộc, phường Thành Xuân, quận 12. Và nghề nghiệp của chị là làm công nhân may, công nhân máy mẫu một công ty liên doanh của Singapore. Dạ vâng. Còn gì nữa không em? Dạ vâng. Dạ vâng, chị Thương thì có sở trường sở đoạn gì nhỉ? Sở trường của chị Thương là gì? Sở trường thì chị không có gì sở trường hết trơn á em ơi. Có giỏi gì không, nấu ăn này kia? Không. Nấu ăn ngon không chị? Không, nấu ăn không biết nấu ăn không được. Chị có tham gia chương trình văn nghệ trong công ty hay là tài năng gì không chị? Không luôn, chị có đi làm thôi chứ không có đó. Nhưng chị có giỏi về chuyên môn thôi, chuyên môn của chị. Ví dụ như công việc của chị, chuyên môn của chị thì chị sẽ giỏi về cái chuyên môn của chị thôi. Còn ngoài ra việc bếp núc là chị không có giỏi. Về nếu mà như mà về gia đình của mình ấy, thì có dọn dẹp thường xuyên này kia, sạch sẽ ngăn nắp gì không ạ? Thì cái đó thì có, chị thì người gọn gàng sạch sẽ ngăn nắp, chứ còn mà nấu ăn thì chị không nấu thôi, chứ còn tại chị ở một mình đó cho nên thì mấy bao nhiêu năm trời thì chị không nấu ăn, chị toàn ăn ngoài không, là nên chị ít không nấu ăn luôn đó. Chứ còn nhà cửa dọn dẹp thì nhà cửa thì dọn dẹp chứ sạch sẽ vui vẻ hòa đồng. Mà thường ấy, mà lúc nào mà không đi làm ấy, được nghỉ ấy, thì chị ở nhà chị sẽ thường có những cái sở thích gì, chị có đi đâu không? Có đó. Chị có làm thêm bên ngành bảo hiểm, tư vấn bảo hiểm. Thì chị có hay lên công ty bảo hiểm mà hoặc là bên công ty bảo hiểm thôi, hoặc là ở nhà nếu như mà không có việc gì nữa thì chị ở nhà, chứ chị không đi chơi. Không thích đi chơi, không thích đi đây đi đó. Dạ vâng, em muốn hỏi một chút về cái sở thích cá nhân nhưng mà xem có cái số vui gì không? Dạ. Thì chị chỉ có thích đi làm thôi chứ chị không có thích đi chơi. Nói chung là công việc mà chính của chị thì làm ở công ty đúng không? Công ty may đúng không? Nhưng mà dạ, về thứ bảy chủ nhật thì chị đi làm thêm ở công ty bảo hiểm và tư vấn bảo hiểm. Rồi. Dạ. Tình trạng hôn nhân của mình như thế nào chị nhỏ? Chị có một gia đình ly hôn được 13 năm rồi, có một cháu trai được 22 tuổi. Cháu nó đang làm ở Đà Nẵng. Nó không có ở với mẹ, nó ở Đà Nẵng, nó ở ngoài đó luôn.
Ly hôn năm nhiêu chị nhỉ? Năm 2010. Ly hôn 2010, lý do ly hôn? Lý do ly hôn hả? Ông chồng chị ông theo gái. Ông theo con nhỏ tập trung với ổng. Theo nhỏ. Rồi thế chị phát hiện ra cái là chị rớt luôn hả chị? Phát hiện ra là ông bỏ chị ông đi. Ông bỏ chị ông đi. Ông đi ông ra ngoài ông chồng ra ngoài ở được khoảng 1 tháng á, xong rồi là ông đưa đơn cho chị. Thì hai vợ chồng cũng nói chung là cũng dây dưa trong vòng mấy tháng tới tháng Tết á, tới Tết á về quê là chị đưa đơn á, tại vì do ông đưa đơn không được cho nên chị ký với ông nhiều lần lắm nhưng không có làm được, ông không biết được làm gì được. Ông về ông năn nỉ chị là kêu chị nộp đơn dùng cho ông. Cái chị ra là quê là nộp đơn ở quê á, hai chồng chị ở cùng quê, cùng Huế luôn. Thế mà ly hôn đã được 12 năm rồi mà chị lại còn làm thêm bên ngành bảo hiểm nữa. Thì chị có tiếp xúc với nhiều đối tượng này kia nhưng mà chị vẫn chưa có mở lòng à? Nói chung lại là mấy hồi trước chị có tìm hiểu được một vài người chứ không phải là không tìm hiểu, thì qua tìm hiểu thôi. Nhưng mà cảm thấy không hợp nên chị thôi. Nhưng tại do chắc cũng do chị khó tính hay sao á. Hay là nói chung lại là nhiều khi cũng chị suy nghĩ nhiều khi giống như kiểu mà duyên hết duyên hay sao á. Đây bây giờ thì chị muốn tìm cái mẫu người bạn trai như thế nào á mà chị bản thân chị sẽ cảm thấy thứ nhất có là một người lớn tuổi một chút xíu, nhà thì về thì mình sẽ không có tin được thứ hai nữa là công ăn việc làm ổn định, người đó sau này là sẽ có lương hưu giống chị. Tại vì chị làm công ty này cũng được 17 năm rồi, chị chỉ còn khoảng 3 năm nữa là chị sẽ chốt được hưu. Tại chị cũng muốn người đó, một quá thì là có hưu giống chị, hai nữa thì là kinh tế nó ổn định một chút xíu. Ví dụ như là có một công việc gì đó đúng không, thì giống như cái công việc đó sẽ là chủ của mình luôn. Ví dụ như là mở một cái tiệm gì thì đó hoặc là cái gì đó, nói chung là làm chủ kinh tế đó, là có cửa càng tốt. Tại chị cũng có nhà rồi, chị cũng muốn người có nhà có cửa rồi. Những người mà chị đã mua được nhà Sài Gòn đấy ạ. Chị đang ở phường 12 á, ở phường Thành Xuân á, ngay cầu Phú Long á. Ngay cầu Phú Long. Tôi mua nhà luôn. Dạ biết. Nhà chị ở đây cầu Phú Long á. Rồi rồi. Vâng thì hôm nay chương trình chị em biết sao, do chị cũng kén chọn nên thì thành ra những người mà họ không có nghề ngỗng gì, hoặc là họ kiểu mà nhiều chị thấy không công an việc làm ổn định, chị cũng không có chịu. Với lại là con cái họ còn nhỏ quá, chị cũng không có được, không chịu. Tại vì nhiều khi chị thích người lớn tuổi, tại vì sau này chị sẽ không á sanh được nữa. Mấy chục năm nay chị không sanh. 23 tuổi rồi lớn rồi. Cái người có chị muốn cái người đó là có con cái, họ vẫn trưởng thành rồi. Nó sau này chỉ về là hai người già thôi. Dạ rồi em hiểu rồi. Thì hôm nay là chương trình liên hệ với chị để trao đổi qua những cái thông tin để mà hiểu thêm về chị. Nếu mà hồ sơ của chị mà được chọn á thì ban biên tập sẽ liên hệ với lại chị nha. Liên hệ làm nội dung kỹ cho chị. Thì những cái yêu cầu này kia của chị mà khắt khe thì là tụi em sẽ cố gắng tìm những cái người phù hợp với chị nha. Tại vì chị có tốt nên chị thành ra nó vâng, cái này đúng mà làm sao mà cái đấy là quan điểm của chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị nhiều nhá. Chỉ có gì thì bọn em sẽ liên hệ lại nếu mà có gì giúp chị nha Lê em. Có gì giúp chị, chị cảm ơn. Em chị nói như nè, ví dụ như lâu lâu một chút xíu cũng được, nhưng mà kỹ kỹ vào chứ hời hợt quá, hoặc là những người mà chị đó thôi cũng không có chịu đâu. Chị ơi, cái này là tùy duyên thôi á, chị Tuyết ơi. Quan trọng là có cái người tụi cần nhiều người là chờ lâu cũng không có người phù hợp. Đó, nói chung là em thấy là cái này mình cũng tùy duyên thôi nha. Cho nên là có thông tin thì chương trình sẽ báo cho chị. Rồi, em cảm ơn. À dạ rồi chị, thì em giới thiệu với chị hôm nay sẽ có các anh chị biên tập sẽ phỏng vấn mình ha. Thì trong lúc phỏng vấn thì chị tập trung giúp em nha. À dạ, rồi. Dạ, sao rồi chị? Em thấy chị hơi bị dạ rồi, chị đã ổn định chưa ạ? Dạ được em đây. À dạ rồi, ok chị. Dạ rồi, em mời các anh chị biên tập ạ. Dạ chào chị Oanh, xin thoải mái chia sẻ về những cái thông tin cá nhân của mình nhá, để bên nắm bắt được. Dạ cảm ơn chị. Mời. Dạ chị nhá. À, dạ, em tên là Bùi Thị Thúy Oanh, năm nay 35 tuổi. Em sinh năm 1988. Là mình sinh sống tại Trà Vinh, xong rồi làm việc tại Trà Vinh luôn đúng không ạ? Dạ đúng rồi. À, chị Oanh có sở chụp cô gái như thế nào cơ? À, em là người tập tâm với công việc, khá là cẩn thận tình cảm, cũng vui vẻ và quan tâm người khác. Nhược điểm thì đôi khi em thiếu tự tin, với lại có một chút bi quan. Đối với những cái vấn đề mới thì em cần nhiều thầy. Rồi, ok. Vậy thì trước đó những cái câu chuyện tình trường của chị như thế nào ạ? Trước giờ chị đã từng có gia đình chưa? À dạ chưa. Vậy thì tình trường của chị mới tình rồi. Có một mối tình là khoảng 2 năm, hơn 2 năm mà cách đây cũng khoảng 6-7 năm rồi. Thì từ đây, từ lúc đó tới giờ thì em không có mối tình nữa. Có một mối tình duy nhất hả chị? Dạ, thời trước thì lúc em đi học thì chỉ là bạn bè quan tâm nhau tí xíu thôi chứ không phải là người yêu, mà sau này em đi làm thì em mới có quen một bác tình chính thức. Sau khi mà chia tay người đó thì trong một về đây thì có tìm hiểu không? Và lý do cũng có nhiều người giới thiệu, nhưng mà em mới chia sẻ có thể là gặp em không chia sẻ được cũng quan điểm với mình, nên là cũng có một số người em tìm hiểu nhưng mà không có chúng ta. Thế cái mối tình mà 2 năm đó mà lý do lúc bạn em đi làm xa đó, rồi có lúc ra mặt cắt lòng, chứ có đợt em cũng bệnh đó, rồi có nhiều yếu tố, rồi nhưng mà chủ yếu là chắc là do bạn ấy đi xa, cho nên là từ từ thì tình cảm nó cũng nhạt dần á, nên là xong rồi em thấy không ổn, em không thấy đợt em không phù hợp nữa, cho nên là trả tự do để bạn ấy quen được một người khác. Nhưng mà lúc đấy là anh ấy có người thứ ba không ạ? À? Hay là chị cảm thấy nhạt thôi? Lúc đó là em cũng có cảm nhận rồi, xong rồi em cũng có hỏi, rồi ảnh cũng thú nhận với em là anh cũng có tình cảm với một người khác rồi, tại vì lúc đó anh đi đi làm cũng xa vậy, như xa mà cắt đồng đó, nên là em không có như thế.
Rồi, thế này là trong vòng bao nhiêu lâu nay là mình vẫn cô đơn đúng không ạ? Vậy. Dạ. Dạ. Vậy thì bây giờ chị mong muốn chương trình sẽ tìm cho chị một cái người đàn ông như thế nào? Một người chỉnh chạc, chân thành, biết quan tâm, phù hợp về quan điểm sống để cùng em chia sẻ những cái buồn vui trong cuộc sống, có việc làm ổn định, đẹp thôi. Lấy ở nếu mà ở Trà Vốn tại vì em cũng không có thích đi xa. Nhưng mà nếu là anh đó mà cũng ở tỉnh Trà Vinh nhưng mà đang làm việc tại Sài Gòn á, thì cũng có nhiều trường hợp như thế thì có được không? Anh ấy là người Trà Vinh. Dạ được anh. Dạ. Rồi. Nếu mà người đàn ông mà có gia đình rồi thì sao chị? Đã từng đổ vỡ gia đình thì sao? Dạ chuyện đó thì cũng bình thường ha. Tại vì trong cuộc sống thì chuyện mà đã lập gia đình rồi đổ vỡ thì cũng là bình thường. Có thể là đó cũng là những người là có kinh nghiệm hoặc là vì một lý do nào đó mà không hợp nhau thì chuyện đó em cũng không quan trọng lắm. Nếu người đấy mà có con riêng rồi thì như nào ạ? Chị có ngại không? Có con riêng nhưng mà em không có biết là về có thể chăm sóc được cho bé không? Chắc phải hỏi lại để tìm bên kia. Dạ vâng, rồi. Dạ. Ok, cảm ơn chị Thúy Oanh nha. Thì ngày hôm nay thì chương trình có cuộc phỏng vấn nói chuyện với chị trước. Sau đó nếu mà tìm được người phù hợp lời kia thì bọn em sẽ có biên tập để mà liên hệ trực tiếp với lại chị sau nhá. Để mời chị lên sóng. Dạ. Rồi. Ok, vậy là xong rồi chị. Em cảm ơn chị nhiều nhá. Dạ, em cảm ơn anh.